hãy bảo rằng phá thai rồi thì đương nhiên đọa địa ngục. Nếu nói vậy thôi tu chứ. Vậy chứ bây giờ con không thấy á là cái người mà gặp cái mang cái tội phá thai là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, là con thấy bà mẹ điên đảo đó, con nhớ không, trong kinh Trường Thọ Diệt Tội đó. Vậy chẳng phải là ngài Văn Thù á là đã từng phá thai rồi sau này chết mà lên đầu thai sinh ra thì thấy sinh đứa con nào là chết đứa đó, sinh đứa nào là bị bệnh tật đứa đó, phải chưa? Và cuối cùng phải lấy cắt máu để mà chép viết kinh luôn. Rồi sao? Lại tại sao lại thành Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát? Tại sao lại thành Bồ Tát? À trong kinh Trường Thọ Diệt Tội à? Vậy thì bây giờ con hỏi con á, vậy không phải Bồ Tát đã từng xuống địa ngục, ủa xuống địa ngục rồi thì trở thành Bồ Tát có vấn đề gì đâu? Chứ đâu phải hãy cứ phá thai rồi là không thành Bồ Tát được đâu. Phải chưa? Mà thí dụ như ngài phá thai lúc đó ngài không biết gì cả, chưa có hiểu Phật pháp gì cả, cho nên ngài đọa địa ngục. Còn bây giờ những người đã phá thai vào được làng ta, biết được cái cách tu tập để mà thoát khỏi cảnh phá thai rồi, cảnh đọa địa ngục rồi, thì tại sao lại không thoát ra được? Tại sao không tu để thành Bồ Tát được? Hiểu chưa? Cho nên là nếu mà mình nói cao thì mình nói cái thời gian dài. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng thành Bồ Tát. Vậy chứ mẹ của ngài Địa Tạng cũng là tức là đắc đại thế Bồ Tát đó. Vô tận ý Bồ Tát chứ. Không, ngài giải thoát, Bồ Tát giải thoát. Cứu thoát Bồ Tát đó, cứu thoát Bồ Tát, xin lỗi. Không phải vô tận ý mà cứu thoát Bồ Tát. Đó. Thì cứu thoát Bồ Tát không phải là đã từng xuống dưới địa ngục sao? Thì cũng đã từng ở dưới địa ngục. Đức Phật Thích Ca cũng từng đã ở dưới địa ngục. Có vấn đề gì đâu. Cho nên là tại sao lại phải đặt ra, nếu mà con nói cái thời gian dài thì nó vô cùng vô tận mà, đúng không? Cho nên quý vị nói như vậy không phải là để xúi quý vị tiếp tục đi phá thai. Vì một lần quý vị phá thai, quý vị phải tu không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên là nếu quý vị phá một đứa là nó đã như vậy, phá hai ba đứa thì quý vị nghĩ sao? Cũng giống như phạm tội tà dâm cũng vậy. Chứ không phải nói như vậy rồi thì anh muốn đi hiếp dâm ai anh cứ hiếp dâm. Vậy thì còn gì nữa lý lẽ của Phật Pháp, đúng không? Vì trong tâm của anh hay anh chấp cái gì luôn cả, anh chấp thành Phật anh cũng còn bị tẩu hỏa nhập ma, mà huống nữa là anh không muốn thành Phật,